nặng quá. Đây là một cái đùi dê, mình sẽ để đây mình quay. Ê, cái này không có quay được nha. Là cả nhà nha, hiện tại mình đang có mặt ở cái này là gì, gió camping hả? Gió gió camping ở hồ Trị An. Mọi người có thể search cái gió camping này trên Google Maps nha. Ở đây mình thấy nhiều người đến đây để mà cắm trại lắm, mình thấy đó. Ấy đằng kia là họ đang chuẩn bị đốt lửa, họ có mướn đem theo cái bếp. Cái này là mình có thể order ở trong cái dịch vụ của họ, là hình như là 200.000 cho một bếp than như vậy á. Rồi mình có thể lều sau lưng mình, cái lều màu vàng đó là cái lều đó là người ta chuẩn bị sẵn nha, chuẩn bị sẵn luôn. Còn ví dụ như mình book họ thì mình sẽ ở đó, còn mình có thể mang theo lều để mình sẽ ở đây nè. Đây, mình sẽ xuống cạnh hồ mình cắm trại. Hiện tại là ở ngoài hồ người ta đang chơi cái gì ta? Gì? Chèo súp. Chèo súp lại gọi là cái gì, nãy gọi là cái gì bên này? À, chèo súp với trại gì á? Cái gì á? Không, à, ở đây là phía anh bạn mình đang bay flycam. Hiện tại là ảnh rất là sợ xuống nước, vì hiện tại là ở dưới nước đang có tảo. Thì mọi người sẽ thấy trên video là tảo rất là nhiều, mình cũng không dám xuống nước nữa. Mình có thể đi ra xa là sẽ có thể xuống được nha. Cái lều này mọi người có thể mua trên mạng nha. Này là cái lưới nè, chống mũi nha. Tại thì bọn mình đang chuẩn bị đốt lửa cho để tạo cái ngấn tròn á, để mình quay nó chân chu. Nãy cột nó không có chắc á, cho nên quay nó không có nhiều hết. Đây là mấy cái đồ rau mà mọi người đã chuẩn bị mang theo sẵn ở nhà nha, đặt sẵn hết trơn rồi, đóng thùng đem theo nha. Rồi để lát chạy nhanh nhanh gọi. Còn cái này sao? Cái này bỏ ra ngoài luôn hả? Bỏ ra, để lên luôn, Đó. Lấy mớ đâu nhiều lắm mà. Ồ, đây là cái sườn heo mình vừa mới quay xong. Kỹ ngon em. Quay tại chỗ luôn, quay tươi luôn nha.
có dễ không, có dễ không? Để nó... Đây là bò Mỹ nha cả nhà. Quá nhà tài trợ. Ở nhà, ủa nhà tài trợ hả? Trời. Bớt khen lại. Rồi kêu quá em nói được bữa anh. Xác thực thật rồi. Nè lật lên cái em xác thực chỗ này nè. Giới thiệu cả nhà, đây là món bò Mỹ. Nãy chảo hơi nóng nha. Đây là đầu bếp đã cố gắng lắm để cứu món bò Mỹ. Bộ, đầu bếp cho xin miếng cho bò bếp. Rồi bỏ đâu mọi người, cứ ngồi, ngồi thử rồi ngoài hết luôn á. Món gì? Đây là món salad, chút nữa mình sẽ làm món salad trộn dầu dầm. Cái thịt này là để nguội một cái là nó sẽ không có ngon, cho nên mọi người nên lấy ăn liền đi. Cái đó cũng là lý do tại sao mà anh đầu bếp phải trực tiếp ngồi ở đây nè, để mà sắt đại chỗ trong ngang đó. Rồi đuổi ăn luôn nè. Rồi, chấm sốt đi rồi bỏ vô miệng cái coi. Nó phải ăn nữa à? Rồi. Ai đang xem clip này nhớ cho mình xin một nút like nha. Chào tạm biệt cả nhà.